Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hành đúc một chi tiết bằng phương pháp đúc mẫu cháy. Đây chính là chi tiết mà tôi sẽ đúc hôm nay. Đây là mấy quả búa thôi. Thực ra là mấy quả búa này đáng lẽ phải làm bằng thép, nhưng mà trong cái điều kiện nơi tôi sẽ làm cái thí nghiệm này không có cái lò để nấu được thép, do vậy là mấy cái búa này hôm nay tôi sẽ đúc bằng hợp kim nhôm. Đấy. Thì mẫu chúng ta ở đây sẽ có 4 cái búa và được cắt từ những cái miếng xốp đã có sẵn, sau đó dán chúng lại với nhau. Đấy. Ở đây tôi sẽ có một chùm 4 cái và hôm nay tôi sẽ thực hành đúc 4 chi tiết này. Thì cái mẫu sau khi mà chúng ta cắt thành hình thù của cái xốp này, đương nhiên là cái hình thù này là phụ thuộc vào cái độ khéo léo của cái người cắt rồi, và chúng ta phải có cái thiết bị nhỏ nhỏ để có thể cắt được xốp. Cái đó thì tôi xin phép không được trình bày ở đây. Đấy. Sau khi mà chúng ta có cái mẫu xốp như này thì tôi sẽ đặt cái mẫu xốp này vào trong một cái hòm khuôn như này, và trong cái hòm khuôn này nó sẽ có cát. Đấy. Và ở đây sẽ cát này sẽ không có chất kết dính mà sẽ tạo hình thành khuôn. Bằng cách là tôi sẽ hút chân không ở trong cái hòm khuôn này, và sau khi hút chân không thì cái cát này nó sẽ bao quanh được cái mẫu xốp này, và ở một cái áp suất nhất định, áp suất chân không nhất định, thì nó sẽ tạo hình thành một cái khuôn. Sau đó là tôi sẽ rót kim loại lỏng vào, và kim loại lỏng nó sẽ thay thế cái xốp này và tạo thành hình thù chi tiết. Cái lò nấu hôm nay tôi sử dụng chính là cái lò Labathum của Đức này. Hôm nay nấu hợp kim nhôm nên là tôi sẽ đặt ở 700 độ và nấu bằng hợp kim nhôm mà tôi đã phối liệu sẵn ở đây. Tí nữa cái nồi trong này nó nóng lên, tôi sẽ thả cái hợp kim nhôm này vào trong cái nồi. Đấy. Sau khi kim loại chảy tôi sẽ rót vào trong cái hòm khuôn này và sẽ được hình của chi tiết. Đấy, thì đến từng bước tôi sẽ hướng dẫn các bạn xem. Hiện tại tạm thời đây đấy. Sau khi chuẩn bị xong tất cả các công đoạn, tôi sẽ để cái mẫu xốp này, đặt cái mẫu xốp này vào trong cái khuôn này. Đặt vào cái mẫu xốp vào trong cái hòm khuôn cát này. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành khâu. Đấy, sau đó là phải đậy kín cái khuôn này. Sau khi chúng ta đổ cát vào trong cái hòm khuôn này, chúng ta phải bọc một cái lớp ni lông trên này để tính ra chúng ta tiến hành hút chân không. Còn nếu không thì những hạt cát này nó sẽ không liên kết được với nhau và không tạo ra một cái khuôn để chúng ta có thể đúc được. Do vậy là phải
làm sao đó cho cái hòm khuôn này nó phải thật là kín. Hiện tại cái hòm khuôn này chỉ có một cái mặt trên này là cái mặt đang hở thôi, cho nên là chúng ta phải bịt một cái lớp lớp ni lông lên đây thật là kín để sau đó chúng ta tiến hành hút chân không. Bây giờ nó sẽ bắt đầu cái bước để làm kín cái hòm khuôn này bằng cách là bịt một cái lớp ni lông ở trên cùng này. Lò nấu hôm nay tôi sử dụng là cái lò Labathermcủa Đức như này. Hiện tại là tôi đã thả một vài cục nhôm vào trong lò rồi. Nhiệt độ của lò đang rất là nóng, trên 900 độ cơ. Đây, những cái cục nhôm đã được tôi thả vào trong này rồi. Lúc này tôi phải tăng nhiệt độ để loại bỏ những cái tạp chất ở trong cái nồi nấu này đi, sau đó mới nấu nhôm được. Do vậy là hiện tại nhiệt độ trong lò đang là 933 độ. Tôi đang giảm độ xuống để thích hợp, phù hợp cho quá trình nấu hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm hôm nay sử dụng hợp kim nhôm Silic 10, là một loại hợp kim nhôm trước cùng tinh. Cục nhôm đây là cục nhôm thỏi, cho nên là cái thời gian để nó chảy khá là lâu. Chắc là tôi phải đợi khoảng 30 phút nữa thì cái cục nhôm ở trong này nó mới chảy được, và tôi mới cho thêm hai cục nhôm này vào, sau đó mới vớt xỉ, tinh luyện, và sau đó là đúc vào trong cái rót, đúc vào trong cái hòm khuôn đúc ổ cháy này. Ok, trước khi tiến hành đúc khoảng 3-5 phút thì chúng ta phải tiến hành hút chân không để tạo hình cho cái khuôn này. Nếu không thì cát này sẽ rất là lỏng lẻo, nó cũng sẽ không bao được cái xúc ở trong này, và nó sẽ không tạo hình được cái thốc khuôn ở trong này sau khi mình mới lỏng các bạn. Do vậy chúng ta phải hút chân không từ 3-5 phút để cái khuôn này tạo hình. Sau một khoảng thời gian hút chân không thì cái khuôn này nó sẽ cứng, rất là cứng luôn. Bạn ấn vào nó không lõm. Tôi sẽ đặt một cái cốc rót vào đây để đổ kim loại lỏng vào cho dễ hơn. Và trong quá trình đợi cho cái khuôn này nó đạt cái độ chân không theo yêu cầu, tôi sẽ tiến hành khuấy, vớt xỉ và chuẩn bị rót trong lỏng.
Rồi, giờ buôn đã được và khi mới lỏng đã đạt nhiệt độ. Bây giờ tôi sẽ nhấc cái nồi ra và tiến hành rót. Và chú ý rằng là quá trình rót này rất là nguy hiểm, cho nên là không bao giờ khuyến khích các bạn làm một mình với tôi. Giờ này không có người tôi mới phải làm một mình chứ không, chắc chắn là phải làm từ 2-3 người trở lên để có những người bảo hộ. Không gian này cực kỳ nguy hiểm. Theo như đồng hồ thì tôi đã vứt trên không được hơn 3 phút rồi, cho nên là đã đạt yêu cầu để chúng ta có thể tiến hành rót rồi. Quá trình rót như thế là xong. Bây giờ chúng ta phải duy trì chân không trong vòng khoảng 3 phút nữa. Sau đó là sẽ tắt chân hút chân không và đợi cái bát đúc ở trong này nó đông đặc, sau đó lấy bát đúc ra là được. Đấy, đây là chi tiết sau khi đúc này các bạn. Nhìn ngon không? Đấy. Cái lớp sơn là sau khi đập ra như này.
Đấy, đây là sản phẩm sau khi đúc các bạn nhá. Sản phẩm này nó vẫn có những cái lỗi, không phải lỗi mà đây là do ngót nó không có bù ngót. Cái này thì thực ra đúc theo với mục đích để xem, so sánh với mô phỏng xem là có phải vị trí như thế này là cái vị trí sẽ bị ngót không. Và nếu mà theo cái tình hình hiện tại thì những cái vị trí ngót như này thì đúng là theo cái mô phỏng mà chúng tôi đã thực hiện trên cái phương pháp đúc mẫu cháy. Đây chính là những cái phần mà bị ngót, do vậy phần này cần được bù ngót bằng cái độ ngót đặt trên này. Đấy, thì video sau tôi sẽ thực hành đúc cái chi tiết như thế này và có một cái độ ngót ở trên này, xem là cái phần vật đúc này nó còn bị ngót thế này hay không, để kiểm chứng xem là cái mô phỏng nó có đúng cái lý thuyết hay không. Hiện tại thì cái mô phỏng là rất đúng cái lý thuyết, chỗ này ngót. Mặc dù cái rãnh dẫn của chúng ta đi theo cái chiều hướng thế nào thì chỗ này vẫn ngót. Chỗ này phần dày nhất của cái búa mà, kiểu gì cũng ngót chỗ này. Ok, cảm ơn các bạn.